Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay là tối ngày thứ hai, ngày đầu tiên của cái tuần cuối cùng của tháng 10. Và đây được xem như là một cái ngày mà chuẩn bị cho một tuần rất là bận rộn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Một tuần mà với rất là nhiều các cái bản báo cáo kinh tế, lạm phát cũng như là thất nghiệp và những cái bản báo cáo doanh thu và lợi nhuận của những cái công ty cực kỳ quan trọng, là những cái công ty mà được gọi là Big Tech, từ Microsoft, Google, Facebook, Amazon và Apple, nắm công ty công nghệ quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đều chuẩn bị báo cáo doanh thu và lợi nhuận trong tuần này. Ngày hôm nay thì chưa có những cái công ty quan trọng như bài báo cáo, nhưng mà Ford cũng là một cái công ty khá được chú ý ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Và sau bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của họ thì là cổ phiếu của họ đã lao dốc, thì bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của họ có vẻ như là khá không ổn, cho nên là cổ phiếu của họ mới lao dốc đến gần 5% sau khi cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận này. Thì mình sẽ chia sẻ những cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Ford một chút để cho cộng đồng mình có thể hiểu rõ hơn về những cái hoạt động và sự cạnh tranh ở trong cái lĩnh vực sản xuất xe. Đặc biệt hiện giờ thì tất cả các cái công ty xe hơi ở Mỹ đều bắt đầu chuyển hướng qua sản xuất những cái công ty, những cái chiếc xe điện, tức là xe EV. Thì chuyện đó nó tạo ra một cái sự cạnh tranh giữa các cái công ty sản xuất xe với nhau, với là Tesla là cái công ty sản xuất xe hơi hàng đầu hiện giờ, sản xuất xe điện hàng đầu hiện giờ ở Mỹ cũng như là ở trên toàn thế giới. Thì qua cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Ford cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu được những cái chiến lược mà Ford nó sẽ theo đuổi trong cái bối cảnh liệu nó chuyển 100% qua xe điện hay là nó vẫn tiếp tục đi theo cái chiến lược hiện giờ. Ngoài ra thì là trên thị trường chứng khoán Mỹ có những cái câu chuyện rất là quan trọng xảy ra ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên á, là Mỹ đã tiếp tục có những cái hướng dẫn cụ thể hơn về cái việc họ cấm đầu tư AI ở Trung Quốc và chuyện này nên được thực hiện như thế nào, ảnh hưởng đến những cái công ty của Mỹ ra làm sao. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bài phân tích để cho các bạn thấy được Mỹ đã cấm các cái hoạt động đầu tư ở AI, đầu tư AI ở Trung Quốc như thế nào và cụ thể ra sao, để các bạn có thể có thêm những cái kiến thức này và xem có thể những cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến các cái cổ phiếu AI mà cộng đồng mình vẫn thường quan tâm hay là không. Ngày hôm nay những cái cổ phiếu của những cái công ty sản xuất lithium á, là lithium là một nguyên là một một nguồn nguyên liệu mà nó rất là cần thiết cho việc sản xuất những cái cục pin, đặc biệt là pin của xe điện, và đó là một cái nguồn vật liệu cực kỳ quan trọng và cực kỳ cần thiết hiện giờ ở trên thị trường toàn cầu. Bởi vì khi mà cả thế giới chuyển qua dùng xe điện và chuyển qua dùng các cái thiết bị như là điện thoại di động hoặc là máy tính xách tay vân vân, thì tất cả những cái đó đều làm cho pin sạc là cái rất là quan trọng và rất là cần thiết. Và lithium là một trong những cái nguyên vật liệu quan trọng nhất và cơ bản nhất cho những cái cục pin sạc này, đặc biệt là pin sạc ở trong xe điện. Thì ngày hôm nay các cái cổ phiếu của những cái công ty sản xuất lithium này thì nó đã tăng rất là mạnh. Vì sao như vậy? Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài phân tích chuyên sau để các bạn có thể xem thêm các cái cổ phiếu lithium này và xem thì là các bạn có quan tâm đến những cái cổ phiếu lithium này hay là không. Và đây có phải là lúc để mà lúc rất là quan trọng để có thể bắt đầu đầu tư vào những cái cổ phiếu lithium này hay là không. Ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng như là tất cả các người tiêu dùng ở Mỹ đều chào đón một cái sản phẩm cực kỳ quan trọng, mà không những quan trọng vào thời điểm hiện tại mà mình nghĩ cái sản phẩm này thì nó sẽ quan trọng trong cái cuộc sống của nhân loại. Đặc biệt là cuộc sống của người Mỹ trong vòng 10, 15, thậm chí là 20 năm tới. Đó là Apple, nó đã giới thiệu cái phần mềm Apple Intelligence. Ngày hôm nay cái phần mềm này đã được ra mắt và đã có những cái nhận xét đầu tiên về cái phần mềm Apple Intelligence này. Apple Intelligence này là cái phần mềm mà sẽ giúp Apple làm cho những cái điện thoại iPhone, những cái máy iPad cũng như là những cái máy Mac nó trở nên thông minh với những cái tính năng AI. Thì ngày hôm nay cái buổi giới thiệu cái phần mềm Apple Intelligence này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái phân tích để xem có thể cái phần mềm này có thực sự xứng với những cái tiếng tăm mà nó đã tạo ra hay là không, và để xem có thể là phần mềm này có khả năng sẽ giúp cho Apple tăng được cái số lượng hàng bán và kẻo gọi người dân ở trên toàn cầu nâng cấp cái sản phẩm điện thoại iPhone của họ thành những cái điện thoại iPhone 15 hoặc 16 để có được các cái tính năng AI này. Mình nghĩ đây là một cái bài phân tích mà các bạn sẽ rất là quan tâm và rất là thú vị. Cũng có những cái bản tin liên quan đến Walmart, đặc biệt là chuẩn bị cho cái mùa mua sắm cuối năm sắp tới đây, thì Walmart đã có những cái chiến
những cái chiến lược để cạnh tranh ngược lại với là Walmart, thì mình sẽ giới thiệu một cái chiến lược mà Walmart đã giới thiệu ngày hôm nay, và để xem để có thể các bạn tham khảo là nó liệu nó có cạnh tranh được hiệu quả với là Amazon hay là không. Toyota cũng có một cái chuyện, cũng có những cái thông báo cho thấy là họ rất là nghiêm túc và họ rất là nỗ lực đầu tư vào cái mảng xe hơi không người lái. Như các bạn biết, Toyota là một cái hãng xe của Nhật cực kỳ nổi tiếng ở trên toàn cầu, khắp nơi trên thế giới đều tin dùng cái nhãn xe Toyota này với cái là cái chất lượng lâu dài và chất lượng bền vững của nó. Bản thân mình đó là người một cái tín đồ cực kỳ trung thành với Toyota, mình nghĩ là mình sẽ không mua được chiếc xe nào mà không phải của Toyota đâu, cho nên là suốt cuộc đời của mình sẽ phải đi xe Toyota thôi. Và ngày hôm nay á, thì Toyota đã có những cái tuyên bố và có những cái kế hoạch cụ thể là họ sẽ tiếp tục họ sẽ đầu tư vào một chiếc xe và cái phần mềm không người lái dành cho những chiếc xe Toyota của họ cho những năm tới. Và đây là một cái câu chuyện mà mình đang rất là mong đợi, bởi vì là mình cảm thấy rất là nhiều các cái công ty xe hơi toàn cầu, từ Mercedes cho đến BMW cho đến là những chiếc loại xe mà rất là luxury như là Porsche, như là Ferrari, đều có những cái kế hoạch cho xe hơi không người lái cả, và mình chưa nghe thấy những cái câu chuyện tương tự như vậy đối với Toyota. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình nghe được cái câu chuyện tương tự như vậy và mình cảm thấy khá là hào hứng, mặc dù nó đi rất là chậm, quá chậm so với những cái đối thủ cạnh tranh của nó, nhưng mà hy vọng là chất lượng của nó thì sẽ ổn định và chất lượng của nó thì sẽ cao nhất trong tất cả các cái đối thủ cạnh tranh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài phân tích và cái bản tin liên quan đến Toyota đã chuẩn bị cho cái phần mềm xe không người lái của họ ra làm sao, và khi nào thì họ sẽ giới thiệu cái phần mềm xe không người lái này ở trên thị trường toàn cầu để cho tất cả chúng ta và nhiều người hơn nữa có thể thử nghiệm cái phần mềm xe không người lái của Toyota như thế nào. Ở tiểu bang Pennsylvania thì đã chính thức khởi kiện Elon Musk vì cái chương trình xổ số bốc thăm trúng thưởng 1 triệu đô la của ông mà ông đang tiến hành ở tất cả các cái tiểu bang mà nó được gọi là swing state, tức là từ Pennsylvania cho đến là North Carolina, cho đến Georgia, cho đến Arizona và Michigan. Thì hiện giờ Elon Musk và cái pack của ông á, thì đang sử dụng, đang chạy một cái chương trình rút thăm trọng thưởng, và có cái tiền thưởng một ngày thì có thể lên đến cả 1 triệu đô. Và cái hành động đó, cái chương trình này á, thì gần đây đã được rất là nhiều nhà luật, rất là nhiều luật sư và những cái người các cái người nghiên cứu về luật pháp ở Mỹ đã bình luận là liệu cái chương trình như vậy thì nó có hợp pháp hay là không. Và tiểu bang Pennsylvania thì ngày hôm nay đã quyết định là cái chương trình này không hợp pháp và đã kiện Elon Musk và cái pack của ông và bắt buộc phải chấm dứt cái chương trình này ngay lập tức. Thì mình chia sẻ cái câu chuyện này và cái tiểu bang Pennsylvania này kiện cái chương trình này như thế nào để các bạn có thể tham khảo thêm. Như các bạn biết á, là cựu tổng thống Trump là người được xem như là có công đầu trong việc nâng cao cái sự nhận biết và nâng cao cái vấn đề mà nước Mỹ và rất là nhiều nước phát triển ở trên thế giới đang đối mặt, đó là lực lượng sản xuất và cái ngành sản xuất đã di chuyển về Trung Quốc hoặc là di chuyển về rất là nhiều nước ở bên châu Á, và cái chuyện đó đã quá tồi tệ, gây ra những cái tổn thất và những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực cho đời sống của những cái người bình thường ở Mỹ cũng như là ở rất là nhiều nước phát triển khác ở trên thế giới. Và Trump á, thì mình nghĩ là ông được xem như là người đầu tiên mà có những cái chiến lược và có những cái triết lý rất là cứng rắn về chuyện này, và muốn chấm dứt cái chuyện này và muốn mang cái ngành sản xuất quay trở lại nước Mỹ. Mình nghĩ á, ông là người có công như vậy bởi vì ông là cái người chính trị gia và cái người tổng đầu tiên, và ngay ở trong cái cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông vào năm 2016 á, thì ông cũng đã nêu bật được cái chuyện này và ông nói nếu mà ông làm tổng thống á, thì ông sẽ làm mọi cách để phát triển cái ngành sản xuất ở Mỹ và không có làm cho không có tiếp tục để cho cái ngành sản xuất chạy ra khỏi nước ngoài, đặc biệt là chạy sang Trung Quốc bằng những cái chiến lược khác nhau của ông. Một cái chiến lược quan trọng nhất của ông trong cái mục đích này á, là ông áp đặt các cái mức thuế nhập khẩu rất là cao để làm cho những cái công ty mà đang nhập khẩu á, thì người ta không cảm thấy là nhập khẩu không còn xứng đáng nữa bởi vì cái thuế nhập khẩu quá cao, cho nên làm cho giá hàng tăng cao. Và thay vì họ đưa về Trung Quốc và những nước châu Á sản xuất với giá thành thấp, mà nhưng mà cái tiền nhập khẩu vào cái thuế nhập khẩu quá cao như vậy, thì
thay vì họ sản xuất ở bên Trung Quốc và nhập khẩu về Mỹ thì bây giờ họ nên xây dựng nhà máy ở Mỹ để sản xuất luôn. Thì thật tình là ông là người có công trong việc làm cái chuyện này lần đầu tiên. Và đến bây giờ á, sau khi mà ông bắt đầu cái trào lưu đó thì mình nghĩ là ngay cả Biden á, thì Biden cũng tiếp tục cái trào lưu mà ông đã tạo ra, tức là cố gắng đưa tất cả các cái ngành sản xuất quay trở lại Mỹ. Và Biden á, thì là tập trung vào những cái ngành sản xuất mà có hàm lượng chất xám cao hơn, chứ không có làm một cách đại trà giống như là Trump bằng các cái chính sách thuế thuế nhập khẩu của Trump. Biden thì chọn những cái ngành giống như là cái ngành sản xuất semiconductor để cho những cái lợi ích và cho những cái khoản hỗ trợ để các cái công ty đó xây dựng những cái nhà máy semiconductor ở Mỹ. Thì đến bây giờ á, là Trump và bà Harris đang chạy đua để vào Nhà Trắng tháng 11 tới đây. Thì hai người này á, thì là cùng có một cái mục đích cuối cùng như nhau, tức là đưa các cái nhà máy sản xuất về lại Mỹ. Nhưng mà hai người lại có hai cái triết lý khác nhau và hai cái cách làm khác nhau. Và trong những ngày vừa qua thì có vẻ như là hai người này bắt đầu tập trung vào cái câu chuyện này và công kích lẫn nhau, cũng như là chia sẻ các cái thành tích mà chính quyền Biden và Harris đã đạt được trong việc xây dựng các cái nhà máy sản xuất ở các cái tiểu bang khác nhau ở Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện này để cho các bạn tham khảo thêm. Ngày hôm nay á, cái tin cuối cùng á, là cổ phiếu của cựu tổng thống Trump với cái mã là DJT tăng trưởng rất là khủng khiếp. Ngày hôm nay thì đã tăng hơn 20%, và đây là ngày thứ 5 liên tục mà cái cổ phiếu này tăng trưởng rất là khủng khiếp. Thì mình cũng chia sẻ cái câu chuyện vì sao cái cổ phiếu này nó tiếp tục tăng trưởng trong 5 ngày vừa qua, và liệu nó có khả năng tăng trưởng cho đến cuối năm này hay là không, hay là cái việc tăng trưởng của nó thì rất là ngắn hạn và rất là bất ổn. Cho nên là nếu mà bạn nào trong cộng đồng của mình vẫn còn cái cổ phiếu DJT này thì có thể cái bài phân tích ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có cái quyết định cuối cùng là nên giữ lại cái cổ phiếu này cho đến lâu dài để có thể hưởng lợi từ nó, hay là đây là cái thời điểm tốt để các bạn có thể chốt lời, lấy lại tiền và tiếp tục ủng hộ cho cựu tổng thống Trump bằng những cái hình thức khác thay vì tiếp tục giữ cái cổ phiếu DJT này. Thì hy vọng cái bài phân tích này cũng sẽ giúp các bạn có được một cái quan điểm cuối cùng và cái quyết định cuối cùng cho cái tình hình đầu tư của bạn vào cái cổ phiếu rất là quan trọng này. Alright, trước khi mình đi vào các cái thông tin rất là bùng nổ như vậy á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay để cho các bạn có được cái tổng quan về thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay trước. Sau đó mình sẽ đi vào các cái câu chuyện mà rất là thú vị và rất là bùng nổ giống như mình vừa giới thiệu lược sơ lúc nãy. Thì các bạn thấy chứng khoán Mỹ ngày hôm nay á, thì cái chỉ số Dow nó đã tăng trưởng rất là tốt và nó dẫn đầu cái việc tăng trưởng của chứng khoán Mỹ hôm nay. Trước những cái công ty công nghệ sẽ báo cáo doanh thu và các cái thông tin, các cái bản báo cáo về tình hình kinh tế lạm phát cũng như là tình hình thất nghiệp ở Mỹ. Tuần này là một tuần cực kỳ bận rộn giống như mình đã chia sẻ với các bạn vào tối hôm qua. Thì ngày hôm nay là ngày mở đầu tuần chưa có cái bản báo cáo quan trọng nào về tình hình kinh tế, lạm phát cũng như là tình hình thất nghiệp cả, và cũng chưa có một cái bản báo cáo từ những cái công ty quan trọng nhất, những cái công ty mà được xem như là Magnificent Seven, năm công ty trong Magnificent Seven thì sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm tuần này, nhưng mà ngày nào thì chưa có công ty nào trong nhóm đó cả. Và với một cái ngày mà nhà đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho các cái bản báo cáo rất là bùng nổ và rất là quan trọng như vậy, thì có vẻ như là chứng khoán Mỹ ngày hôm nay có một cái trạng thái khá tích cực. Cho nên á, là cái chỉ số Nasdaq nó đã tăng gần 0,3%, S&P 500 thì cũng tăng cùng với khoảng 0,3% như vậy. Các bạn thấy ở đây á, thì S&P 500 thì tăng 0,27% và Nasdaq thì tăng 0,26%. Cho nên hai cái mức tăng này thì rất là gần giống nhau. Trong khi Dow Jones thì có mức tăng cao hơn một chút, tăng gần đến 0,7% và nó tăng được 250 điểm. Thì cái Dow Jones là cái chỉ số tăng trưởng lớn nhất ngày hôm nay. Tuần này là một cái tuần cực kỳ quan trọng và ngày hôm nay thì chưa có các cái bản báo cáo quan trọng như vậy, nhưng mà có vẻ như là tinh thần nhà đầu tư thì rất là tích cực và lạc quan cho những cái báo cáo sắp được chia sẻ trong tuần này. Thì hy vọng từ đây đến cuối tuần, cái tình hình và cái cảm xúc của nhà đầu tư và cái trạng thái của nhà đầu tư vẫn tiếp tục theo một cái trạng thái rất là lạc quan giống như ngày hôm nay. Nhà đầu tư thì hiện giờ trong tuần này người ta chỉ quan tâm đến 5 công ty thôi, đó là 5 công ty quan trọng nhất trong Big Tech, và Magnificent Seven nó sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Trong đó có Apple, Google, Amazon, Microsoft và Facebook. Và cái bài báo cáo doanh thu lợi nhuận của năm công ty này thì đang được mong đợi là nó sẽ giúp cho cái chỉ số S&P 500 nó còn tăng lên nữa.
Và đến bây giờ á, thì các bạn tối hôm qua mình đã chia sẻ những cái công ty trong Magnificent Seven á, thì đang được mong đợi là sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý vừa rồi có lợi nhuận tăng trung bình là khoảng 18,1%, trong khi là 493 công ty còn lại thì chỉ có lợi nhuận tăng 0,1% cho quý 3 mà thôi. Cho nên nếu như mà các cái công ty này nó đạt được các cái mức như là cái sự mong đợi của các nhà đầu tư và các nhà phân tích hiện giờ, thì năm công ty này sau các cái bài báo cáo doanh thu lợi nhuận của nó của họ có khả năng sẽ làm cho thị trường có những cái phản ứng rất là tích cực và rất là tăng trưởng, thì tất cả đều hy vọng cái chuyện như vậy cả. Và cái chủ đề quan trọng nhất trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của năm công ty này á, là nhà đầu tư đang rất là mong đợi để xem có thể năm công ty này nói như thế nào về các cái khoản tiền khổng lồ mà họ đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng của AI, và liệu những cái khoản tiền khổng lồ đấy á, nó đã mang lại những cái lợi nhuận rõ ràng cho họ hay là chưa, hay là giai đoạn này vẫn là cái giai đoạn xây dựng nền tảng và xây dựng những cái khoản đầu tư này chứ chưa có một cái kết quả cụ thể nào cả. Tuần này cũng là một cái tuần cực kỳ bận rộn với 169 công ty trong số 500 công ty của S&P 500 nó sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận, cho nên mình nghĩ cái chỉ số S&P 500 tuần này nếu mà nó tăng á, thì phản ánh được rằng 169 công ty trong 500 cái công ty này và đặc biệt là những cái công ty quan trọng nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là thành công. Nhưng mà nếu tuần này cái chỉ số S&P 500 nó giảm đến cuối tuần đến thứ sáu mà mình chia sẻ là trong tuần này S&P 500 nó đã giảm bao nhiêu phần trăm đó, thì đó là một cái thông tin khá là tiêu cực cho tình hình của chứng khoán Mỹ, bởi vì 169 công ty này lúc mà nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận, nếu mà tình hình báo cáo doanh thu và lợi nhuận của nó không tốt thì nó không những là làm cho các cái cổ phiếu của nó sụt giảm mà nó cũng làm cho trạng thái tâm lý và cái lòng tự lạc quan của nhà đầu tư cũng giảm xuống theo, và từ đó thì nó sẽ đẩy tất cả các cái cổ phiếu trong các cái nhóm ngành tương tự cũng như là các cái cổ phiếu đối thủ cạnh tranh của nó cũng như là những cái khách hàng của nó cũng sụt giảm luôn. Nếu như mà cái chỉ số S&P 500 này sụt giảm thì đó là một cái dấu hiệu rất là xấu cho chứng khoán Mỹ từ đây cho đến cuối năm. À, tuần này thì cũng có rất là nhiều cái bài báo cáo quan trọng về tình hình kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Mỹ, trong đó đặc biệt quan trọng là cả ba bản báo cáo về cái tốc độ tăng trưởng GDP của nước Mỹ cho quý 3 của năm 2024 so với quý 3 của năm 2023. Sự mong đợi hiện giờ thì các nhà kinh tế nghĩ là GDP của nước Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3%, nhưng mà cái con số đó nó có thể cao hơn hoặc là thấp hơn. Và nếu mà GDP của nước Mỹ tăng 3% trong quý 3 thì nó cũng đúng bằng cái mức tăng trưởng của GDP của Mỹ cho quý 2, và đó là cái mức tăng trưởng rất là lớn. Ngoài ra thì là cái chỉ số lạm phát của Mỹ, đặc biệt là cái chỉ số Core PCE, là một trong hai chỉ số lạm phát quan trọng nhất mà Ngân hàng Dự trữ Trung ương sử dụng để cho những cái quyết định cuối cùng của họ về tình hình lãi suất, thì cái bản báo cáo đó cũng cực kỳ quan trọng. Và bây giờ là nhà đầu tư đang mong đợi là cái chỉ số Core PCE đó nó chỉ tăng 0,2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu mà cái mức tăng đó nó đúng 2,6% hoặc là thấp hơn thì đó là một cái tín hiệu rất là lạc quan và rất là đáng mừng cho tình hình lạm phát cũng như là tình hình kinh tế ở Mỹ. Và nếu như mà GDP của nước Mỹ tăng 3% hoặc là cao hơn 3% một chút, và cái mức độ lạm phát của Mỹ giảm xuống 2,6% hoặc là giảm nhiều hơn một chút, thì chứng tỏ nước Mỹ rất là có thể sẽ đạt được cái tình trạng là soft landing, bởi vì kinh tế thì vẫn cứ tăng trưởng bền vững trong cái mức lạm phát thì quay gần trở lại về mức 2% theo một cái tiến độ rất là healthy, nó vẫn tiếp tục giảm một tháng một ít như vậy và giảm gần về với là cái mức 2%, thì đó sẽ là một cái động thái cực kỳ tích cực và nó sẽ giúp chứng khoán Mỹ tăng trưởng. Thì các bạn thấy tuần này tất cả các cái bài báo cáo này là những cái bài báo cáo cực kỳ quan trọng, và những cái bài báo cáo này nó sẽ quyết định có một cái tác động quyết định lên chứng khoán Mỹ nó sẽ tăng trưởng như thế nào trong tuần này. Cái cuộc bầu cử ở Mỹ á, thì chỉ còn đúng một tuần nữa mà thôi, bởi vì tuần tới sẽ là ngày mùng 5 tháng 11, và đó là sẽ ngày bầu cử tổng thống ở nước Mỹ và kèm theo những cái bầu cử liên quan khác. Và chỉ còn một tuần như vậy, và cái cổ phiếu mà rất là gắn chặt với cái cuộc bầu cử này là cổ phiếu DJT. Đây là cái công ty Social Truth của cựu tổng thống Trump thành lập. Và đến bây giờ á, thì cái cổ phiếu này nó đã tăng liên tục 5 ngày, vào ngày thứ hai này là ngày thứ năm nó tăng liên tục, và ngày hôm nay thì nó tăng đến 20% sau một cái rally mà cựu tổng thống Trump đã có vào hôm cuối tuần vừa rồi, và ông đã tổ chức cái rally này ở Manhattan, ở một cái sân vận động hoặc là một cái địa điểm gọi là Madison Square Garden trong cuối tuần vừa rồi. Và sau cái rally đó thì không biết chuyện gì nó xảy ra trong cái rally này, thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ
cái phần chi tiết cho cái rally này nó có những cái câu chuyện gì. Mà sau cái rally này thì có vẻ như là nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mua chứng khoán, mua cái cổ phiếu DJT này, thì đã rất là tin tưởng và lạc quan với cái khả năng là cựu tổng thống Trump sẽ thắng tháng 11, cho nên làm cho cái cổ phiếu này nó tăng trưởng đến 20% ngày hôm nay. Cùng lúc đó thì giá dầu hiện giờ ở trên thế giới nó đã bắt đầu giảm sâu, và ngày hôm nay thì giá dầu giảm đến 6% khi mà người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, biết rằng á, là Israel sẽ hạn chế những cái cuộc không kích trả đũa vào những cái căn cứ, vào những cái địa điểm về quân sự của Iran, và không còn nhắm vào những cái nhà máy lọc dầu cũng như là những cái sàn khoáng dầu và những cái cơ sở hạt nhân của Iran giống như trước đây Israel đã từng khuyến cáo. Bây giờ thì họ chỉ tập trung vào những cái căn cứ điểm quân sự mà thôi, và như vậy á, thì khi làm cho cái tình hình giá dầu nó trở nên nhẹ nhàng hơn, đỡ căng thẳng hơn, và giá dầu thì đã giảm 6%. Và đây là cái sự sụt giảm nhiều nhất trong một ngày trong vòng 2 năm trở lại đây. Và bây giờ thì giá dầu Brent nó đã giảm xuống còn 71 đồng 42 cent trên mỗi thùng, trong khi giá dầu quốc tế, tức là giá dầu Brent là giá dầu quốc tế, trong đô la trên mỗi thùng mà thôi. Và như vậy các bạn thấy giá dầu giảm đi thì nó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực cho những cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, bởi vì giá dầu giảm thì nguyên liệu đầu vào của rất là nhiều các cái hoạt động sản xuất cũng giảm theo. Và khi các cái nguyên liệu đầu vào đó giảm thì làm cho giá thành sản phẩm cũng giảm, và giá thành sản phẩm giảm thì làm cho tình hình lạm phát nó cũng đỡ căng thẳng hơn. Thì những cái câu chuyện giá dầu giảm như thế này nó sẽ có một cái tác động tích cực ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, và ngày hôm nay là một cái ví dụ cho một cái ngày như thế. Khi mà giá dầu giảm và tất cả các cái câu chuyện và các cái bản tin ở trên thị trường chứng khoán thì không có gì là nổi bật lắm, thì nó đã làm cho chứng khoán Mỹ có những cái phản ứng hơi hơi tích cực và tăng trưởng một chút cho ngày hôm nay. Alright, và một ngày như vậy thì để xem có thể các cái quỹ an toàn mà cộng đồng mình quan tâm và các cái quỹ cổ phiếu mà cộng đồng mình quan tâm nó đã thay đổi như thế nào. Thì các bạn thấy ở đây á, là VOO ngày hôm nay đã tăng 0,31%, VGT thì tăng được 0,19%, SMS thì ngày hôm nay có giảm đi một chút, giảm khoảng 0,69%, và mình nghĩ cái sự sụt giảm của SMS ngày hôm nay á thì nó đến từ cái sự sụt giảm của Nvidia, giảm 0,72%, AVGO cũng giảm 0,57%, SMCI thì tăng được 0,92%, Arm thì tăng rất là cao ngày hôm nay, tăng được 4,36%, TSM giảm rất là sâu, giảm đến 4,27%, AMD và Intel thì đều tăng được một chút, Microsoft ngày hôm nay giảm đi một chút, Google, Meta, Apple đều tăng trưởng cả. Dell thì giảm đi, Qualcomm thì tăng được một chút, và Amazon thì cũng tăng được một chút ngày hôm nay. Thì các bạn thấy các cái cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu AI mà cộng đồng mình quan tâm thì tình hình nó hơi mixed, nó hơi có cái tăng, có cái giảm, không có một cái sự nhất quán nhất định. Nhưng mà hầu hết các cái cổ phiếu AI thì ngày hôm nay có vẻ như là một cái ngày sụt giảm. Đến bây giờ á, thì là cái vị thế dẫn đầu ở trên thị trường chứng khoán Mỹ nó vẫn xoay quanh ba cái công ty, đó là Microsoft, Nvidia và Facebook. Hiện tại á, thì Nvidia nó đã qua mặt Apple vào hôm thứ Sáu và trở thành cái công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán toàn cầu, cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng mà nó qua mặt được Apple chỉ trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và ngày hôm nay á, thì có vẻ như là Apple đã qua mặt lại Nvidia và trở thành cái công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường chứng khoán Mỹ rồi. Nhưng mà hôm thứ Sáu á, thì Nvidia vượt qua mặt được Apple và giữ được cái vị trí lãnh đạo này trong vài tiếng đồng hồ. Và lúc đó thì vốn hóa của Nvidia đạt được 3.530 tỷ đô la, trong khi Apple thì chỉ được 3.520 tỷ đô la mà thôi. Và Nvidia đã vượt qua được vị thế của Apple và trở thành cái công ty quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ và cái công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Các bạn nhớ là cách đây một vài hôm á, cách đây một vài tuần chứ không phải là một vài hôm, và một hai tháng trước á, thì Microsoft vẫn là cái công ty đứng hàng đầu ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, và sau đó thì Apple và Nvidia thay nhau cái vị trí thứ hai, thứ ba. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là Apple đang nắm giữ cái vị trí đầu tiên khá là chắc chắn, và Nvidia thì nó theo sau đứng hàng thứ hai rất là gần với Apple. Còn Microsoft thì bây giờ nó đã bị bỏ lại đằng sau ở cái mức chỉ 3.180 tỷ đô la mà thôi. Cho nên á, là vị trí dẫn đầu bây giờ là giữa Nvidia với Apple. Mình tin tưởng á, là từ đây cho đến cuối năm 2024 thì Nvidia nó sẽ trở thành cái công ty dẫn đầu ở trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
lúc mà các cái câu chuyện và các cái bài báo cáo của những cái cổ phiếu AI này nó càng ngày nó càng tích cực và càng ngày càng lạc quan cho cái trào lưu AI này, nó vẫn tiếp tục lan và mở rộng. Nếu mà các bạn quan tâm đến các cái cổ phiếu đơn lẻ trong cái trào lưu công nghệ và các trong cái nhóm các cái cổ phiếu công nghệ, các cái nhóm cổ phiếu AI và các cái nhóm cổ phiếu năng lượng, đó là ba nhóm cổ phiếu mà mình đã làm rất là nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu cho các bạn hội viên Kim Cương. Thì nếu như mà các bạn quan tâm đến các cái nhóm cổ phiếu đơn lẻ này và hiểu rõ thêm các cái cổ phiếu công nghệ, các cái cổ phiếu AI và các cái cổ phiếu năng lượng nó tăng trưởng như thế nào và cổ phiếu nào là cái cổ phiếu có tiềm năng lớn nhất và có khả năng tăng trưởng cao nhất, thì các bạn nhớ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình. Khi các bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình đó, thì các bạn chỉ đóng 20 đồng mỗi tháng để có được những cái lợi ích trong cái chương trình hội viên kim cương này. Nhưng mà mình tin chắc về các bạn á, là những cái lợi ích mà các bạn lấy được từ cái chương trình hội viên kim cương này thì nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với là cái 20 đồng mỗi tháng mà bạn đóng vào để tham dự cái chương trình hội viên kim cương. Lúc các bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương á, thì có hai lợi ích lớn. Lợi ích thứ nhất á, là các bạn sẽ xem được những cái bài phân tích độc quyền mà mình dành cho các bạn hội viên kim cương. Mình làm rất là nhiều nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu để dành riêng cho các bạn hội viên kim cương. Ví dụ ngày hôm nay á, thì mình phân tích một cái cổ phiếu mà rất là nóng và có cái mức độ tăng trưởng rất là tốt hiện giờ mà rất nhiều bạn trong nhóm hội viên kim cương đang mua cái cổ phiếu này, đó là cái cổ phiếu CrowdStrike. Đây là một cái cổ phiếu mà nó sẽ được hưởng lợi từ cái trào lưu AI sắp tới. Hiện giờ thì nó đã tăng trưởng rất là tốt, một trong những cái cổ phiếu tăng lớn nhất. Một trong những cái cổ phiếu tăng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian vừa qua, từ đầu năm cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay cái bài phân tích của mình á, thì cho thấy rằng cái cổ phiếu CrowdStrike này nó có khả năng sẽ tăng gấp đôi trong một vài năm tới. Nhưng mà nếu các bạn có mua cái cổ phiếu CrowdStrike này á, thì các bạn phải chú ý đến những cái rủi ro, và có những cái rủi ro khá lớn khi mà mua những cái cổ phiếu mà nó có tốc độ tăng trưởng rất là nóng như hiện giờ. Thì trong cái bài phân tích chuyên sâu này mình nêu ra hai cái rủi ro lớn nhất mà cái cổ phiếu CrowdStrike này nó đang đối mặt. Cho nên nếu mà các bạn có cái cổ phiếu CrowdStrike này thì các bạn nhớ xem thêm cái bài phân tích chuyên sâu này để xem có thể các bạn có ok với là những cái rủi ro này hay là không. Nếu mà các bạn cảm thấy hai cái rủi ro này nó quá lớn so với cái sự chịu đựng của các bạn thì mình nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất là tốt để nhảy ra chốt lời hai cái cổ phiếu này. Bởi vì nếu mà bạn mua cái cổ phiếu này cùng lúc với mình á, và rất là nhiều bạn trong nhóm hội viên kim cương á, thì bây giờ bạn cũng đã lời được 40-50% rồi. Bởi vì mình và các bạn hội viên kim cương thì mua ở cái mức giá rất là thấp lúc mà cái cổ phiếu này lao dốc trong cái đợt trước đó, và đến bây giờ thì cái cổ phiếu này nó đã tăng trưởng khá tốt và đã lời được khoảng 40-50% rồi. Thì đây là cái thời điểm rất là tốt nếu mà các bạn cảm thấy không có tự tin với hai cái rủi ro rất là lớn này đối với cổ phiếu CrowdStrike, thì đây sẽ là cái thời điểm tốt để các bạn bán và chốt lời. Còn nếu mà các bạn cảm thấy tự tin sau khi xem cái bài phân tích chuyên sâu này là hai cái rủi ro này là nó thật sự là rủi ro, nhưng mà cái khả năng tăng trưởng của cái cổ phiếu này thì nó đủ để cho các bạn cảm thấy cái rủi ro như vậy cũng ok và các bạn cũng sẽ chấp nhận cái rủi ro như vậy, thì các bạn nhớ xem thêm cái bài phân tích chuyên sau này để có cái quyết định tốt nhất cho tình hình đầu tư của các bạn vào các cái cổ phiếu đơn lẻ. Ngoài ra thì cộng đồng của mình cũng đang chờ đợi ba cái cổ phiếu mà được xem như là đang có cái mức giảm giá rất là tốt hiện giờ. Đây là ba cổ phiếu của ba cái công ty rất là nổi tiếng ở Mỹ: Starbucks, Nike và Boeing. Và đây là ba cái công ty mà người ta nói là tinh túy nhất ở Mỹ, có những cái nhãn hàng được thừa nhận và được công nhận ở trên thị trường toàn cầu. Nhưng mà cổ phiếu của nó thì đang bán tháo và đang bán giảm giá rất là thầm tệ, đặc biệt là Boeing, Nike và Starbucks có một cái cổ phiếu mà nó bán giảm giá đến 65% hiện giờ. Thì nếu như mà các bạn muốn chọn một cái cổ phiếu đang bán giảm giá để đầu tư và có được những cái lợi ích sau này sau khi mà giá cổ phiếu của nó tăng lên, thì đây cũng là một cái bài phân tích chuyên sâu mà mình dành cho các bạn hội viên kim cương để các bạn có thể tham khảo thêm và chọn cái cổ phiếu tốt nhất cho mình. Ngoài ra thì nhu cầu cái trào lưu cổ phiếu năng lượng hiện giờ thì rất là cao, cho nên mình cũng làm một cái bài phân tích chuyên sâu để nêu rõ những cái rủi ro lớn nhất khi mà các bạn đầu tư vào các cái cổ phiếu năng lượng là gì. Và mình đã làm rất là nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu cho nhóm các cổ phiếu năng lượng, kèm những cái bài phân tích chuyên sâu giới thiệu các cái cổ phiếu năng lượng nóng nhất, những cái cổ phiếu năng lượng quan trọng nhất và có nhiều tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Và mình làm rất là nhiều các cái bài phân tích như vậy để giúp các bạn có thể đánh giá và phân tích là cái cổ phiếu năng lượng nào thì nó sẽ tốt hơn, tốt nhất cho các bạn trong cái trào lưu hiện giờ. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến những cái cổ phiếu như thế này và các cái bài phân tích chuyên sâu á, mình làm rất là nhiều các cái bài phân tích chuyên sâu. Ví dụ hôm trước thì mình cũng làm một cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu Plantia, một trong những cái cổ phiếu mà cộng đồng mình đang rất là yêu thích. Thì cổ phiếu này nó đã tăng gấp đôi
Từ cái bài phân tích chuyên sâu lần đầu tiên mình giới thiệu về cổ phiếu này và khuyến khích các bạn trong nhóm hội viên Kim Cương mua thêm về cổ phiếu này, thì bây giờ nó đã tăng gấp đôi rồi. Bây giờ có phải lúc để bạn chốt lời không, hay là lúc vẫn chờ đợi để cho nó tăng lên những cái mức mới? Thì tất cả các cái bài phân tích chuyên sâu này đều dành cho các bạn hội viên Kim Cương. Thì đây là cái lợi ích đầu tiên của cái chương trình hội viên Kim Cương. Lợi ích thứ hai á là những cái khóa học chuyên sâu mà mình cũng dành cho các bạn hội viên Kim Cương. Những cái khóa học mà các bạn hội viên Kim Cương rất là yêu thích á là cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, khóa học về tài khoản Roth IRA, cái tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ, khóa học về tài khoản đầu tư cho con của bạn, khóa học về đầu tư trái phiếu hoặc là những cái cổ phiếu trả cổ tức cao để cho bạn những cái khoản lợi nhuận ổn định hàng tháng, hoặc là cái khóa học về tiền hưu, tiền già, Medicare và Medicaid ở Mỹ, hoặc là cái khóa học về bảo hiểm Obama, khóa học về tài khoản Health Savings Account, khóa học về kiếm tiền từ Airbnb. Thì tất cả các cái khóa học như thế này thì đều dành độc quyền cho các bạn hội viên Kim Cương cả. Và mình hy vọng những cái khóa học này thì nó có rất là nhiều các cái bài học mà sẽ cung cấp cho bạn những cái kiến thức nền tảng, cho bạn những cái thông tin cần thiết nhất và cho bạn những cái kỹ năng thiết thực nhất để các bạn có thể tự quản lý và thực hiện cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ của các bạn. Ví dụ cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu này á, thì mình đã làm tới cái bài học thứ 40 mấy rồi, 42 rồi. Và cái khóa học này là cái yếu tố quan trọng nhất. Cái khóa học này là giúp các bạn, giúp cộng đồng người Việt của mình tích lũy được khoảng 2 triệu đô la trong cái tài khoản hưu trí của các bạn, nếu mà các bạn theo cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này với mình trong 10 năm đến 20 năm. Đến khi các bạn đến tuổi về hưu thì tài khoản hưu trí của bạn sẽ có thể tích lũy được cái số tiền lên đến 2 triệu đô để tất cả các bạn đều có một cái cuộc sống hưu trí rất là thoải mái. Thì với những cái lợi ích như vậy thì mình tin chắc á, là lúc mà bạn tham dự vào cái chương trình hội viên Kim Cương thì cái chi phí 20 đồng này thì nó rất là nhỏ bé cho cái lợi ích mà các bạn có được từ cái chương trình hội viên Kim Cương của mình. Và rất là nhiều bạn trong nhóm hội viên Kim Cương thì đã từng chia sẻ như vậy và khẳng định á, là cái số tiền 20 đồng mỗi tháng này thì nó gần như là không đáng kể và nó xứng đáng đến từng penny. Thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương để có được những cái lợi ích độc quyền mà mình dành cho các bạn trong cái chương trình hội viên Kim Cương này. Và đó cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Thì một trong những cái công ty quan trọng mà được báo cáo doanh thu và lợi nhuận hôm nay là Ford. Nhưng mà sau khi nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì cổ phiếu của nó đã giảm khá sâu, giảm đến gần 5%. Mặc dù trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của nó thì nó đạt được các cái chỉ số doanh số và lợi nhuận cho quý 3. Nhưng mà khi nó đưa ra những cái dự báo cho tương lai thì cho cái quý cuối cùng của năm 2024 á thì nó lại sửa lại cái dự báo của nó xuống một cái mức thấp hơn, cho nên nhà đầu tư cảm thấy thất vọng và ngay lập tức cái cổ phiếu của nó lao dốc. Thì cụ thể như thế nào? À, các bạn thấy á, là nó có được doanh thu á, là nó có được là 46,2 tỷ đô, trong khi những cái sự mong đợi hiện giờ chỉ 41,5 tỷ đô mà thôi. Thì các bạn thấy doanh thu của nó cao hơn gần hơn 10% là cái sự mong đợi của các nhà phân tích. À, và cái doanh thu này á thì là nó thấp hơn một chút so với cái doanh thu của quý vừa rồi, tức là quý vừa rồi nó được 47,8 tỷ đô, nhưng mà nó cao hơn 5% so với là cùng quý năm ngoái, tức là quý 3 của năm 2023, bởi vì quý 3 của nó thì chỉ được 43,8 tỷ mà bây giờ quý này nó được đến 46,3 tỷ thì nó khoảng 5% cao hơn. Nhưng mà quan trọng nhất á, là nó cao hơn cái sự mong đợi của các nhà phân tích đến hơn 10%, bởi vì các nhà phân tích thì chỉ mong đợi là 41,9 tỷ đô thôi. Đó là về mặt doanh thu. Về mặt lợi nhuận á, thì nó báo cáo là 49 cent trên mỗi cổ phiếu, thì cái lợi nhuận này nó đúng bằng với là cái sự mong đợi của các nhà phân tích, thì nó bằng lợi nhuận, doanh thu thì nó cao hơn rất là nhiều. Và cái chỉ số EBIT, tức là Earning Before Interest và Taxes á, thì nó được 2,6 tỷ, thì cũng đúng bằng với cái sự mong đợi của các nhà phân tích. Thì các bạn thấy như vậy á, là nó đạt được lợi nhuận nó tốt hơn rất là nhiều so với doanh thu, nhưng mà là à, nhưng mà cái doanh nhưng mà cái chỉ số EBIT này á, nó báo cáo mà nó dự đoán cho cả năm 2024 á thì nó chỉ khoảng 10 tỷ đô mà thôi, và cái dự báo này cho cả năm 2024 thì nó thấp hơn so với là cái dự báo trước đó của nó là từ 10 tỷ cho đến 12 tỷ, và nó cũng thấp hơn á, là
Nó cũng thấp hơn là cái sự mong đợi của các nhà phân tích hiện giờ ở cái mức 10 tỷ này, bởi vì nếu mình nhớ không nhầm, mình đọc ở đâu đó là nhà phân tích đang chờ đợi là khoảng 10,3 tỷ đô la, mà ở đây thì nó dự báo lại là cái chỉ tỷ số lợi nhuận EBIT này của nó chỉ đạt được 10 tỷ cho cả năm 2024. Thì ngay lập tức nó đã làm thất vọng các nhà phân tích, bởi vì các bạn nhớ cứ quay đi quay lại những cái nguyên tắc rất là cơ bản, giá cổ phiếu của những cái công ty này là cái sự mong đợi của những cái khoản lợi nhuận nó thu được trong tương lai. Cho nên nếu mà lợi nhuận nó thu được trong tương lai mà nó dự báo là sẽ cao hơn, thì ngay lập tức giá cổ phiếu ngày hôm nay nó cũng sẽ cao hơn. Nếu mà cái lợi nhuận trong tương lai của nó được chỉnh sửa thấp hơn, thì ngay lập tức giá cổ phiếu của ngày hôm nay nó cũng phải thấp hơn. Thì đó là một cái quy luật bất di bất dịch ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và khi các bạn đầu tư vào các cái cổ phiếu này, thì các bạn phải nắm được cái quy tắc như vậy. Thì đây là cái câu chuyện nó rất là quan trọng để các bạn thấy là các cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận này nó giống như là một cái khóa học, chứ không phải là một cái nghệ thuật mà người nào nói hay á thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng, và người nào nói dở thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm. Không có cái chuyện như vậy. Đây là một cái vấn đề cực kỳ khoa học. Các cái con số này các bạn đưa ra, các bạn dự báo, người ta đưa vào trong các cái model, và với những cái con số đó, cái model của nó cho thấy rằng bạn giá cổ phiếu của bạn có khả năng sẽ giảm hay là có khả năng sẽ tăng, và nhà phân tích và các nhà đầu tư nó sẽ mua hoặc là nó sẽ bán tháo các cái cổ phiếu của bạn một cách tương ứng để đáp trả lại những cái dự báo của bạn về giá, về cái mức lợi nhuận bạn sẽ có được trong tương lai. Cho nên là ngay lập tức giá cổ phiếu của bạn nó giảm hơn 5%, bây giờ thì nó đã giảm gần 6% rồi, một cái mức giảm khá là cao. Ở trong cái công ty Ford á, thì là nó có ba cái nhóm business khác nhau. Cái nhóm đầu tiên nó gọi là Ford Blue, là những cái business sản xuất ra những chiếc xe hơi mà vẫn chạy bằng bằng dầu hỏa, vẫn chạy bằng bằng oil, bằng dịch chạy bằng bằng dầu, bằng xăng và dầu. Thì đây nó gọi là những cái business nó gọi là traditional. Nó có một cái business nó gọi là Ford Model E, là những cái business mà sản xuất những cái chiếc EV của nó. Và cái business thứ ba là Ford Pro, thì cái này á nó cho những cái chiếc xe truck, mà những chiếc xe truck super duty, tức là những chiếc xe truck rất là nặng, và những chiếc xe dùng cho cái mảng commercial. Thì đây là ba cái business của nó. Và trong ba cái business này á thì có vẻ như là Ford vẫn tiếp tục làm rất là tốt với là chiếc xe, cái business EV của nó. Trong cái lần báo cáo vừa rồi á thì doanh số xe EV của nó đã tăng 12% từ cùng quý này so với cùng kỳ năm ngoái, và nó cũng tăng luôn những chiếc xe pickup, mà chiếc xe Ford Lightning hoặc là chiếc xe Ford e-Transit van, tức là những chiếc xe mà dùng cho mục đích commercial nhưng mà nó cũng là xe EV. Còn đối với những chiếc xe hybrid á thì là nó, cái chiếc xe quan trọng nhất của nó là Maverick, thì nó đã tăng đến 38% cùng quý 3 của năm 2024 so với là quý 3 của năm 2023. Thì các bạn thấy cái business mà EV của nó thì nó bao gồm cả những chiếc xe EV, tức là chiếc xe 100% là xe điện, hoặc là những chiếc xe electric, những chiếc xe hybrid. Thì có vẻ như là Ford cảm thấy rằng nó bán được những chiếc xe hybrid tốt hơn nhiều so với là những chiếc xe điện 100%, và đó cũng là cái chiến lược đầu tư của nó vào những chiếc xe hybrid nhiều hơn là chiếc xe là nhiều hơn là những chiếc xe điện 100% trong một vài năm tới. Thì đó là chiến lược của Ford. Còn chiến lược của Tesla thì nó là 100% là xe điện, trong khi GM á, thì nó cũng đã mở rộng và bắt đầu phát triển rất là nỗ lực vào trong cái ngành xe điện của nó. Thì các bạn thấy ba công ty này, mỗi công ty nó có một cái chiến lược khác nhau, và cả ba công ty đều cạnh tranh trong cái thị trường bán xe hơi này ở Mỹ. Mặc dù Tesla thì nhiều lần đã nói là nó muốn được xem như là một cái công ty công nghệ, và gần đây thì nó muốn được xem như là một cái công ty về AI và một cái công ty về cả cái con robot, chứ không phải là chiếc xe bán xe hơi, không phải là một cái công ty chiếc bán xe hơi. Nhưng mà những cái chỉ số mà nó báo cáo đến bây giờ thì vẫn là chỉ những cái chỉ số bán xe hơi, và nhà đầu tư thì cũng đang tăng hoặc là giảm giá cổ phiếu của nó dựa vào các cái bài báo cáo về cái hoạt động xe hơi của nó. Thì đó là cái câu chuyện về xe Ford. Bây giờ mình chuyển qua một cái câu chuyện khác, đó là cái câu chuyện về Walmart. Nếu mà không biết các bạn có bạn nào trong cộng đồng của mình là đã dùng cái Walmart Plus subscription này hay là chưa?
Mình thì chưa dùng cái Walmart Plus này, mình dùng Amazon Prime và mình kiểu như là phụ thuộc hoàn toàn vào Amazon Prime, cho nên cái đó là cũng là một cái thói quen rất là xấu. Mà nếu như mà được là mình sẽ cố gắng sửa đổi cái thói quen đó, nhưng mà bây giờ thì mình phụ thuộc gần như 100% vào Amazon Prime. Walmart Plus cũng là một cái sản phẩm tương tự như là Amazon Prime, và mình cũng rất là ngạc nhiên á, là cái sản phẩm này và cái dịch vụ này nó đã tăng trưởng rất là tốt. Và để chuẩn bị cho cái holidays, một kỳ mua sắm holiday sắp tới đây, thì Walmart Plus đã giảm giá 50%. Cho cái subscription này á, thì mỗi năm á, là Walmart nó charge là 98 đồng mỗi năm, thì bây giờ nó giảm giá xuống chỉ còn 49 đồng mỗi năm mà thôi. Trong khi đó Amazon Prime á, thì nó là 139 đồng mỗi năm, nhưng mà cái số lượng subscribers mà Amazon Prime nó có được thì cao hơn gấp 6 lần cái số lượng subscriber mà Walmart Plus có được. Amazon Prime thì có 180 triệu người subscriber, trong khi Walmart Plus thì chỉ có được 32 triệu người mà thôi. Thật tình mà nói á, là khi mình đọc cái con số 32 triệu người mà Walmart Plus có được là mình cũng ngạc nhiên, bởi vì mình không biết là nhiều người đang sử dụng cái dịch vụ này để như vậy. Mình nghĩ là cái số lượng người sử dụng cái dịch vụ này thì chắc cũng rất là ít ỏi, vài triệu người, chỉ chưa tới 10 triệu người. Nhưng mà mình ngạc nhiên là nó đã tăng được lên đến 32 triệu người rồi. Mặc dù là Amazon Prime thì nhiều hơn rất là nhiều, nhưng mà Walmart cái con số 32 triệu thì mình nghĩ là cũng đáng khâm phục. Và với cái con số này thì mình tin rằng là Walmart nó sẽ tiếp tục tăng trưởng được trong cái thời gian sắp tới, và hy vọng thì nó sẽ đến gần với con số 100 triệu của Amazon. Một trong những cái lý do mà mình rất là mong Walmart nó tăng trưởng được á, là bởi vì nó sẽ chia sẻ cái sự rủi ro của những người giống như mình phụ thuộc quá nhiều vào Amazon Prime. Đến một lúc nào đó mà Amazon Prime nó liên tục tăng giá và dịch vụ của nó tồi tệ đi á, thì không có cái option nào nữa cả. Cho nên mình là người rất là mong muốn á, là Amazon nó cũng sẽ có tốt một cái dịch vụ giống như vậy. Rồi Target và những cái công ty khác như là Costco cũng sẽ có những cái dịch vụ rất là tốt như vậy. Để mình với tư cách là người tiêu dùng á, thì mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn, chứ không phải phụ thuộc vào chỉ một cái. Bởi vì khi mà bạn phụ thuộc vào một cái á, thì bạn sẽ trở thành nô lệ cho cái sản phẩm đó và cái dịch vụ đó. Và nó muốn tăng giá hay là chất lượng của nó kém đi rất là nhiều thì bạn cũng không còn cách nào khác mà chỉ dùng cái sản phẩm đó mà thôi. Cho nên đó là một cái hành vi không còn tốt lắm mà rất là nguy hiểm. Thì mình mong muốn á, là cái dịch vụ này nó sẽ tốt. Thì không biết bạn có người nào trong cộng đồng của mình đã sử dụng cái dịch vụ Walmart Plus này hay là chưa? Và nếu bạn đã sử dụng rồi thì bạn nhớ việc chia sẻ vào một comment để xem có thể là bạn có happy với cái dịch vụ này hay là không. Và nếu mà bạn sử dụng cả hai dịch vụ Walmart Plus với là Amazon Prime á, thì bạn chia sẻ vào comment để có thể bạn so sánh hai cái dịch vụ này này là như thế nào. Và vì sao bạn có cả hai? Cái nào á, thì dùng cho cái mục đích gì, để chia sẻ thêm để cho những người trong cộng đồng giống như mình chưa bao giờ sử dụng Walmart Plus á, thì cũng hiểu thêm và có những cái lý do tốt để bắt đầu sử dụng cái dịch vụ Walmart Plus này, để sáng sẻ cái rủi ro giữa hai cái dịch vụ này. Cái benefit mà Walmart Plus nó offer á, thì nó cũng là deliver nhanh, same day hoặc là next day delivery được free. Nó cũng cho bạn cái subscription miễn phí của Paramount, bởi vì Amazon Prime thì nó có cái subscription nghe nhạc với là xem phim, thì cái này nó cũng cho bạn cái Paramount này miễn phí. Ngoài ra nó cũng cho bạn 10 cent giảm giá cho một cái gallons về gas mà bạn đổ ở các cái cửa hàng Walmart. Thì nó cũng tương tự như là Amazon như vậy, nhưng mà mình nghĩ bên cái Amazon á, thì nó còn thêm một cái nữa là nó kết hợp với là Grubhub để cho bạn cái free food delivery, tức là bạn order thức ăn ở online á, thì nếu mà bạn có cái dịch vụ Grubhub Plus này, thì nếu mà bạn có Amazon Prime thì bạn được free cái này. Thì mình chưa bao giờ sử dụng Walmart Plus cả, cho nên cũng không biết nó tốt như thế nào. Nếu bạn nào có trong cộng đồng mà đã từng sử dụng rồi thì nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình. Cái câu chuyện tiếp theo thì liên quan đến Toyota. Toyota thì là nó đã có thông báo là nó sẽ partner với là một cái công ty bưu chính viễn thông rất là nổi tiếng ở Nhật với cái tên là NTT. Và hai công ty này nó sẽ đầu tư khoảng 3,3 tỷ đô để phát triển các cái phần mềm AI cho những chiếc xe tự lái. Và đây là một cái câu chuyện mà bản thân mình khá là thích, mặc dù là mình không có mua cái cổ phiếu Toyota này, nhưng mà mình hy vọng là Toyota sẽ có được cái phần mềm tự lái này, cũng ngang ngửa với là những cái công ty khác như là Waymo hoặc là Amazon hoặc là Tesla. Thì ngày hôm nay Toyota đã chính thức kết hợp với Japan Nippon Telegraph and Telephone Service. Đây là một cái công ty bưu chính viễn thông lớn nhất Japan với cái mã là NTT. Và hai công ty sẽ đầu tư khoảng 3,26 tỷ vào những cái việc research and development để tạo ra cái phần mềm lái chiếc xe tự lái hoàn toàn này.
Và họ hy vọng á, là họ sẽ giới thiệu cái phần mềm chiết xuất từ lại 100% vào năm 2028. Thì các bạn còn nhớ là Elon Musk có hứa là Tesla sẽ tung ra chiếc xe robot taxi từ lại 100% vào năm 2027. Thì hy vọng là Toyota nó sau một năm nhưng mà nó cũng sẽ có được chiếc xe hoàn toàn từ lại như thế này. Và cả hai công ty này thì đã hợp tác và đã bắt tay nhau từ năm 2017 để chế tạo ra những cái công nghệ dùng 5G mà dùng cho những chiếc xe hơi ở trên toàn cầu, và những chiếc xe và họ tiếp tục đẩy mạnh những cái vấn đề hợp tác như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện mà mình cũng cảm thấy rất là thích, và mình hy vọng là Toyota sẽ có được một cái phần mềm xe tự lái tốt để cho mình có thể sử dụng được, bởi vì xe của mình bây giờ là đang xe Prius, và nếu như mà mình đổi qua một chiếc xe khác trong tương lai á, thì mình thật sự là mình cũng rất là thích những chiếc xe mà do Toyota sản xuất, bởi vì mình nghĩ cái tính bền vững và cái giá trị của nó không thay đổi sau khi đã được sử dụng á, là đó là những cái tiêu chí rất là tốt khi mà mình muốn mua một chiếc xe hơi. Không biết các bạn có suy nghĩ giống như mình không? Bạn có suy nghĩ như thế nào thì bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình biết. Ngày hôm nay thì nước Mỹ, chính phủ Mỹ đã đưa ra những cái chi tiết về những cái quy luật mà họ sẽ hạn chế và ngăn cấm những cái khoản đầu tư AI vào Trung Quốc, và họ áp đặt thêm những cái cơ chế hạn chế khác nữa. Thì như các bạn biết á, là chính quyền Biden đã bắt đầu đưa ra những cái quy chế để hạn chế cái việc đầu tư, việc Trung Quốc có khả năng tiếp cận được những cái công nghệ tiên tiến nhất về AI. Và cái những cái điều luật này thì họ đưa ra từ tháng 6, nhưng mà đến bây giờ á, ngày hôm nay á, thì họ sẽ đưa ra các cái chi tiết cụ thể hơn về những cái quy luật, và các cái quy luật này thì sẽ hạn chế những cái khoản đầu tư của Mỹ vào vào AI và vào các cái ngành AI và ngành công nghệ của Trung Quốc. Mà cái việc đầu tư này thì nó sẽ làm cho những cái mối nguy hiểm về national security cho chính phủ Mỹ. Và ngày hôm nay thì những cái quy định cụ thể hơn á, thì nó đã nói rõ là nó tập trung vào ba cái lĩnh vực, đó là semiconductor, microelectronic và quantum information technology, và những cái hệ thống AI nhất định nào đó. Và các cái quy luật này thì nó sẽ bắt đầu hiệu quả vào ngày mùng 2 tháng 2, và nó sẽ được kiểm soát bởi cái Bộ Tài chính của Mỹ. Và Bộ Tài chính này thì vừa mới lập ra một cái phòng mới gọi là Office of Global Transaction, và cái phòng này thì đang giám sát những cái hoạt động của Bộ Tài chính, giám sát những cái quy luật này. Và Bộ Tài chính cũng nói á, là họ một cái nhóm các cái công nghệ, mà cái nhóm này thì là khá nhỏ, một cái nhóm khá hẹp, là cái nhóm cực kỳ quan trọng cho những cái thế hệ về những cái ứng dụng về những cái ứng dụng của thuộc thế hệ mới cho các cái lĩnh vực quân sự, cyber security, giám sát và tình báo. Thì tất cả các cái chuyện này nó đều có ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ, cho nên là người ta quy định những cái công nghệ cụ thể sẽ không được chuyển giao và không được xuất khẩu sang Trung Quốc. Và chính phủ Mỹ thì tiếp tục đưa ra các cái quy định này để giám sát cái việc các công ty ở Trung Quốc có khả năng tiếp cận được những cái công nghệ rất là quan trọng này, đặc biệt hiện giờ là các cái công nghệ liên quan đến AI và những cái con chip mà có khả năng xử lý rất là cao được sản xuất bởi Nvidia và các cái công ty khác trong cái hệ sinh thái này. Thì các bạn thấy chính phủ Mỹ càng ngày càng làm cái chuyện này rất là gắt và càng quản giám sát và quản lý cái việc cái câu chuyện này rất là sâu sắc, để đảm bảo rằng là Trung Quốc sẽ không tiếp cận được các cái công nghệ mới nhất cho cái việc phát triển AI này. Tuy nhiên á, cái việc này thì cũng có nhiều các cái ý kiến phản ứng trái chiều nhau. Một mặt á, thì sẽ ngăn cản được Trung Quốc không có chạy đua vũ trang và phát triển được các cái ứng dụng rất là quan trọng nhờ vào các cái công nghệ AI này. Nhưng mà một cái mặt khác á, thì cũng như là bắt buộc Trung Quốc phải chạy đua vũ trang để đầu tư nhiều hơn nữa vào cơ sở hạ tầng và vào những cái nghiên cứu kỹ thuật về vào các cái công nghệ AI này. Cho nên là người ta nghĩ á, là cái việc mà chính phủ Mỹ đang ngăn cản những cái khoản đầu tư này và chuyển giao công nghệ qua Trung Quốc như thế này, làm cho Trung Quốc, những cái công ty của Trung Quốc á, chạy đua tạo ra các cái công nghệ AI này
nhanh hơn trong vòng 1 năm, mà nó chạy đua và nó tạo ra được những cái tiến triển và những cái thành quả giống như là nó đã trải qua 10 năm rồi á, cho nên nó sẽ làm cho Trung Quốc chạy nhanh hơn và làm ra được các cái công nghệ này sớm hơn. Thì cái đó cũng là một cái con dao hai lưỡi, nhưng mà chính phủ Biden hiện giờ thì chọn cái hình thức là không chuyển giao các cái công nghệ này để cho Trung Quốc từ phát triển bản thân nó và từ tìm tòi, từ nghiên cứu và từ phát triển ra các cái công nghệ này. Thì không biết Trung Quốc nó có chạy đua kịp hay là không, thì cái câu chuyện đó phải 10 năm 20 năm nữa thì mình mới cộng đồng mình và thế giới mới biết được là những cái khả năng tiến bộ về mặt công nghệ này của Trung Quốc so với là Mỹ như thế nào. Nhưng mà bây giờ á, thì chính quyền Biden càng ngày càng nghiêm khắc hơn về những cái chuyện này. Alright, cái câu chuyện tiếp theo là vì sao các cái cổ phiếu lithium ngày hôm nay của Mỹ đã tăng trưởng rất là cao. Thì như các bạn biết á, lithium là cái nguyên vật liệu rất là cần thiết và cái nguyên vật liệu cơ bản để dùng để sản xuất các cái cục pin, đặc biệt là pin cho những cái chiếc xe EV hiện giờ. Và cái nguồn nguyên liệu này á, thì Trung Quốc hiện nay đang nắm giữ 2 phần 3 tổng sản lượng lithium ở trên toàn cầu. Và nước Mỹ á, thì chính quyền Biden đã khuyến khích là nước Mỹ bắt đầu khai thác và sản xuất ra các cái đang tìm kiếm và khai phá cái nguồn nguyên vật liệu lithium này, và sau đó thì sản xuất từ lithium tạo ra các cái cục pin. Thì cái cổ phiếu của cái công ty Albemarle là với cái mã là LBM ALB này á, là đây là cái công ty lớn nhất thế giới về việc sản xuất cái nguyên vật liệu lithium này. Ngày hôm nay nó đã tăng 5% và nó là cái mức tăng cao nhất trong các cái công ty trong S&P 500. Khi mà ngày hôm nay chính phủ Mỹ đã approve để cho một cái để khai phá một cái mỏ lithium rất là lớn ở tiểu bang Nevada, và đây là cái dự án khai thác mỏ lithium đầu tiên mà được bật đèn xanh bởi chính quyền Biden. Và cái chuyện bật đèn xanh này thì cho thấy rằng chính phủ Mỹ đã nghiêm túc và rất là nghiêm túc trong việc làm cho Mỹ không còn phụ thuộc vào các cái nguồn nguyên vật liệu đến từ Trung Quốc như thế này nữa. Và cái cổ phiếu này á, thì nó đã tăng trưởng sau cái câu chuyện đó. Và chính phủ Mỹ á, thì cũng giới thiệu các cái chương trình hỗ trợ thông qua những cái giảm về thuế để thúc đẩy cái việc khai thác các cái mỏ lithium này ở Mỹ. Chính phủ Mỹ, Bộ Tài chính á, thì cũng giới thiệu một cái chương trình giảm thuế là 10% để giúp cho nhiều công ty khai thác mỏ lithium, và từ đó có cái nguồn nguyên liệu lithium á, thì bắt đầu chuyển qua để sản xuất ra các cái cục pin. Và cái việc giảm cho một cái chính sách về thuế và khuyến khích về thuế như vậy á, thì giúp cho nhiều công ty bắt đầu tham gia vào cái quá trình khai thác các cái mỏ lithium này. Và như vậy á, thì các cái cổ phiếu mà liên quan đến lithium này ngày hôm nay nó đã tăng trưởng khá tốt. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái cổ phiếu lithium á, thì nó đã tăng là khoảng 5% ngày hôm nay. Nhưng mà đây là cái cổ phiếu một cái công ty nó tên là Lithium American Corp, thì ngày hôm nay cổ phiếu của nó tăng rất là khủng khiếp, nó tăng 12%, 12.5% trong ngày. Và sau đó thì nó tăng thêm 14% sau khi thị trường đóng cửa. Thì các bạn thấy cái cổ phiếu ALB này là cái cổ phiếu của cái công ty mà nó được hưởng lời được từ cái câu chuyện ngày hôm nay, thì trước khi thị trường đóng cửa thì nó tăng được 4,95%, và sau khi thị trường đóng cửa thì nó tăng thêm được 3,037% nữa. Thì đây cũng có thể là một cái trào lưu mới mà cả cái công ty lithium ở Mỹ này nó sẽ được hưởng lợi, bởi vì chính phủ Mỹ bây giờ đang muốn giảm đi cái sự phụ thuộc vào cái nguồn cái nguyên vật liệu này đến từ Trung Quốc, và các cái làm cho cái ngành sản xuất các cái cục pin sạc này ở bên Trung Quốc. Cho nên đây cũng là có thể là một cái trào lưu mới nếu như những cái câu chuyện như thế này nó tiếp tục. Thì đây là mình nghĩ cái nhóm cổ phiếu này cũng là một cái nhóm cổ phiếu mà nó sẽ giúp cộng đồng mình có được những cái cổ phiếu tốt để đầu tư nếu như mà các cái công ty này nó sẽ được tăng trưởng và phát triển ở Mỹ. Alright, thì đó là cái cổ phiếu về lithium, và ngày hôm nay á, thì mình cũng sẽ chia sẻ một vài các cái câu chuyện liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới vào tuần tới. Thì cái câu chuyện đầu tiên mình muốn chia sẻ thì là văn phòng của luật sư District Attorney đã bắt ở Philadelphia thì đã chính thức khởi kiện Elon Musk cho cái chương trình rút thăm trúng thưởng 1 triệu đô la này. Và
Trong kỳ hồ sơ vụ kiện á, thì là văn phòng luật sư này đã nói một cách rất rất là rõ ràng, đây là một cái hoạt động hoàn toàn là vi phạm pháp luật, không phải hợp pháp, mà không có cãi vã được gì cả, indisputably, là cái chuyện này hoàn toàn nó rõ ràng là không được cái phạm là một cái hành động phạm pháp. Thì cái này khi họ kiện thì họ phải nói như vậy, còn thực tế có phạm pháp hay là không á, thì phải đến khi ra tòa hai bên cãi nhau, có cái người thẩm phán quyết định thì nó mới là có cái quyết định cuối cùng. Còn khi bây giờ họ kiện thì họ phải nói như thế, họ phải nói là cái hành động này theo họ là phạm pháp, cho nên họ mới bắt đầu cái vụ kiện này. Thì cái văn phòng luật sư của Philadelphia đã chính thức khởi kiện cho kỳ hoặc cho kỳ học cho kỳ hành động và kỳ sự kiện mà Elon Musk và cái Super PAC của ông đã trao giải, đã có một kỳ những cái sổ số và rút thăm trúng thưởng 1 triệu đô mỗi ngày. Và cái này thì để làm cho những cái bang mà nó được gọi là swing state, tức là những cái tiểu bang rất là quan trọng cho cái cuộc bầu cử vào ngày mùng 5 tháng 11 tới đây. Và khi mà họ đâm đơn kiện như vậy thì họ cáo buộc rằng á, kỳ hoạt động này thì nó đã vi phạm những cái luật về bảo vệ người tiêu dùng, và cùng kỳ hoạt động này thì được thiết kế để can thiệp vào cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đây. Và mình nghĩ là rất là nhiều bạn trong cộng đồng đã quen thuộc với là kỳ hoạt động mà Elon Musk đang làm như thế này. Ông làm những cái cuộc rút thăm trúng thưởng mỗi ngày ở những cái tiểu bang được gọi là swing state này, để có được một cả và những người nào mà trúng thưởng á, thì sẽ trúng 1 triệu đồng, và một ngày thì ông sẽ phát thưởng 1 triệu đồng như vậy. Và những cái người mà được bốc thăm trúng thưởng thì họ chỉ đơn giản là họ chỉ việc ký vào một cái bảng ghi nhận là họ ủng hộ, cái này là hai cái chữ mà trước đây mình có dịch sai một lần trên channel của mình, hai cái này nó được gọi là tu chính pháp thứ nhất và tu chính pháp thứ hai của cái bản hiến pháp của nước Mỹ. Hôm trước khi mà mình đưa tin này lần đầu tiên á, thì mình nói đây là hiến pháp thứ nhất và hiến pháp thứ hai, mà không phải như vậy, xin lỗi các bạn. Cái First Amendment á, thì nó được dịch là tu hiến pháp, và cái này là tu hiến pháp thứ nhất và tu hiến pháp thứ hai của cái hiến pháp của nước Mỹ. Thì bạn chỉ cần ký tên là bạn ủng hộ hai cái tu hiến pháp này, và hai cái tu chính pháp này, chứ không phải là tu hiến pháp, sorry các bạn, tu chính pháp. Và hai cái túi chính pháp này á, thì nó bảo vệ cái quyền tự do ngôn ngôn luận, tức là free speech ở Mỹ, và nó cũng bảo vệ cái quyền mà người Mỹ có hợp pháp hợp lệ thì có được sự có quyền sở hữu súng. Thì đây là hai cái bản túi hiến pháp rất là quan trọng trong cái hiến pháp của nước Mỹ, và bạn chỉ cần ký tên là ủng hộ cái hai cái túi chính pháp này thì các bạn sẽ được tên của bạn sẽ được đưa vào một cái rút thăm có thưởng, để mà có được một có khả năng là sẽ thắng đến 1 triệu đô la ở trong các cái tiểu bang swing state này. Thì thật ra là cái chương trình này của Elon Musk thì đã có rất là nhiều các luật sư và các chuyên gia về luật bình luận là nó có hợp pháp hay là không, và nó có nên được duy trì hay là không. Và rất là nhiều người có những cái ý kiến trái chiều. Nếu mà các bạn ủng hộ dân chủ thì các bạn xem cái này là không hợp pháp, không không đúng luật. Các bạn thuộc Cộng hòa thì các bạn sẽ chúc mừng những cái này và các bạn nghĩ là hoàn toàn hợp pháp và hoàn toàn đúng luật. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì thành phố tiểu bang Pennsylvania ở Philadelphia, văn phòng luật sư ở Philadelphia thì đã chính thức khởi kiện và cho rằng á, là cái hành động này phải nên được chấm dứt ngay lập tức trước cái kỳ bầu cử tổng thống vào ngày mùng 5 tháng 11 tới đây. Mình nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất á, là mặc dù kỳ để mà tham dự rút thăm trọng thưởng này thì bạn chỉ cần ký vào cái bảng là bạn ủng hộ hai cái tu chính pháp của hiến pháp nước Mỹ này. Tuy nhiên nếu để bạn được rút thăm trọng thưởng thì bạn cũng có một cái yêu cầu là bạn phải là cái người đã đăng ký để đi bầu cho cái cuộc phòng phòng để cho cái cuộc bầu cử ngày mùng 5 tháng 11 tới đây. Và mình nghĩ Elon Musk và những người đảng Cộng hòa thì hy vọng á, nếu mà bạn tham dự vào cái cuộc này thì bạn phải đăng ký đi bầu. Thì khi mà bạn đã đăng ký đi bầu rồi thì bạn đến tham dự vào cái rút thăm trúng thưởng này thì thôi bạn cũng bầu luôn. Mà nếu như bạn hưởng ứng cái chương trình này của Elon Musk thì rất là có thể là bạn là người ủng hộ cựu tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.
Cho nên làm như vậy thì sẽ lôi kéo được rất là nhiều người, có khả năng là vì những cái lý do họ bận việc hay là họ có những cái chuyện quan trọng hơn, hoặc là họ không quan tâm lắm, họ không có đi bào. Nhưng mà nhờ cái chương trình này thì bây giờ họ ra đi bào để họ được rút thăm trọng thưởng, thì như vậy là sẽ kéo thêm được nhiều người mà có khả năng sẽ bầu cho cựu tổng thống Trump. Cho nên cái ý của cái chương trình là như vậy. Thì cái chuyện mà nó hợp pháp hay là không á, thì phải đợi cái phiên tòa này xét xử như thế nào và cái người thẩm phán nó quyết định ra làm sao. Nhưng mà cái mục đích đằng sau của nó là như vậy. Và bây giờ cái văn phòng luật ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, thì đã chính thức khởi kiện và người ta yêu cầu là phải chấm dứt cái hành động này trước khi cái vụ kiện này được xem xét xử. Thì không biết là nhà đầu không biết là cái cơ quan thẩm phán ở Philadelphia người ta có quyết định là cho chấm dứt cái hoạt động này trước khi cái phiên tòa được diễn ra hay là không, thì cái đó mình chưa thấy nó nói cụ thể. Nhưng mà có vẻ như là tiểu bang này đã làm như vậy, và nếu như mà Pennsylvania nó làm như vậy thì những cái tiểu bang khác nó cũng có khả năng là sẽ làm những cái hoạt động tương tự như vậy. Và đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng cho cái cuộc bầu cử là tuần tới, là đã ngày 5 tháng 11 rồi. Cho nên những cái hoạt động như thế này thì nó có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đến về cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Các bạn ở trong cộng đồng á, thì không biết các bạn có nghĩ là cái hành động này, cái hoạt động này là phạm pháp hay là không? Và hay là cái hoạt động này thì hoàn toàn bình thường, không có gì là phạm pháp cả. Thì nếu mà các bạn có những cái suy nghĩ như thế nào thì các bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cái tin tiếp theo của mình đó là Apple đã giới thiệu cái sản phẩm Apple Intelligence. Đây là cái phần mềm mà nó sẽ là cái nền tảng cho những cái tính năng AI của các cái sản phẩm của Apple trong tương lai. Và đây là cái phần mềm cực kỳ quan trọng. Thì ngày hôm nay Apple đã giới thiệu, và những cái bài review đầu tiên á, thì người ta cho rằng cái phần mềm này thì nó không có gì là quá khủng khiếp trong cái giai đoạn ban đầu cả. Nhưng mà nó là một cái bước khởi đầu rất là chắc chắn của Apple để tạo điều kiện cho những cái tính năng và những cái tiện ích mà rất là bùng nổ trong những năm tới, hoặc là trong thời gian tới nó sẽ theo sau cái nền tảng này. Và Apple á, họ là một cái công ty cực cực kỳ cẩn thận, họ cũng biết được cái việc này á, cái viên đá đầu tiên này nó không phải là cái viên đá màu sắc nhất và cái viên đá được chói lòa nhất, nhưng mà nó là cái viên đá quan trọng nhất để nó đặt một cái nền tảng vững chắc cho những cái tính năng AI sau này nó sẽ được giới thiệu. Bởi vì các cái tính năng AI này thì không những là Apple nó sẽ giới thiệu, mà còn rất là nhiều các cái công ty sản xuất các cái app ở trên cái điện thoại app iPhone, ở trên iPad, cũng là ở trên các cái máy Mac của Apple nó sẽ bắt đầu giới thiệu. Thì đây chỉ là cái bước khởi đầu thôi, và những cái đánh giá hiện giờ thì người ta xem là đây sẽ là một cái bước khởi đầu khá là chắc chắn của Apple. Các cái tính năng đầu tiên của nó thì không có gì nhiều cả, nó chỉ là những cái tính năng về summarize những cái message rất là dài, giúp bạn viết những cái email tốt hơn và quản lý tất cả các cái notification của bạn, và cái con Siri thì nó cũng sẽ thông minh hơn và cho bạn một vài các cái tiện ích để bạn có thể edit những cái photo của bạn trong picture. Và bạn có thể search bằng những cái câu nói chứ không phải là cần phải gõ vào nữa, vân vân. Thì tất cả các cái tính năng ban đầu này thì chưa có gì là ghê gớm cả, mà nó là những cái rất là cơ bản, rất là thông thường. Nhưng mà người ta tin rằng á là cái phần mềm Apple Intelligence này á, nó là cái bước khởi đầu và là cái nền tảng rất là chắc chắn cho những cái sự thăng hoa sau này của các cái tính năng AI. Và đây là một trong những cái lý do mà mình rất là thích Apple là như vậy. Nó đi chậm nhưng mà rất là chắc, nó đi bước nào thì nó tốt bước đó. Cho nên đây cũng là một cái bước mà nó đã đi rất là chắc chắn, và đây cũng là một trong những cái lý do lớn mà mình quyết định mua cái cổ phiếu riêng lẻ Apple. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến cái cổ phiếu Apple giống như mình, thì các bạn nhớ xem thêm cái bài phân tích chuyên sâu về Apple và mình dành cho các bạn hội viên kim cương. Và trong bài phân tích đó thì mình cũng phân tích rất là rõ về những cái lợi ích của cái Apple Intelligence này và cái khả năng mà nó sẽ giúp cái cổ phiếu Apple này nó tăng trưởng không những là trong 1 năm tới, trong 3 năm tới, mà thậm chí là trong 5 năm hoặc là trong 10 năm tới. Mình nghĩ cái câu chuyện AI này thì nó sẽ tiếp tục mở rộng ra và hoàn thiện nhiều hơn nữa. Đấy chỉ mới là cái trang đầu tiên mà thôi, và cái trang đầu tiên này thì Apple có vẻ là đi rất là chắc chắn, và mình rất là thích cái chuyện như vậy. Thì họ tin rằng á,
cái tính năng này nó chỉ có ở trên điện thoại Apple 15 và Apple 16 mà thôi. Cho nên nếu mà người nào chưa có cái điện thoại Apple 15 và 16 thì sẽ đây là cái lý do lớn nhất sẽ giúp cho những người đang sử dụng điện thoại iPhone ở trên toàn cầu sẽ đi và nâng cấp điện thoại họ lên thành 15 và 16, và mình là cũng một trong một những người như vậy. Thì mình đang hy vọng là một vài tuần tới á, mình sẽ nâng cấp cái điện thoại của mình thành iPhone 16 để có được những cái tính năng này và bắt đầu sử dụng những cái tính năng này để xem có thử nó bùng nổ và nó tốt đến như thế nào. Thì trong cái quá trình mình sử dụng như thế nào á, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của mình để các bạn có thể tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cái câu chuyện tiếp theo á, nó cũng liên quan đến cái cuộc bầu cử của Trump và bà Harris. Thì như các bạn biết á, Trump là người mình phải công nhận, có nhiều người nói là mình không thích Trump, nhưng mà mình thích hay là không thích là cái chuyện cá nhân. Còn những cái câu chuyện và những cái mẫu tin mình chia sẻ là cái chuyện không phải là cá nhân, mà đó là những cái câu chuyện có thật và những cái mẫu tin có thật. Cho nên là mình sẽ luôn luôn chia sẻ các cái câu chuyện có thật như là nó là những cái bằng chứng xác thật. Còn thích hay là không thích là cái chuyện cá nhân của mình, không liên quan gì đến các cái câu chuyện này cả. Cái câu chuyện nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ như thế đó. Và cái chuyện thích hay là không thích là cái chuyện cá nhân sau cái giờ làm việc của mình. Còn đây là cái giờ làm việc của mình, là mình chỉ trung thành với là cái câu chuyện và những cái chi tiết thực sự của nó mà thôi. Và mình cũng mong muốn các bạn ở trong cộng đồng là như vậy. Bạn có thể thích màu xanh, mình có thể thích màu đỏ. Điều đó không có nghĩa rằng á, là bạn với mình có thể ghét nhau, bởi vì mình thích hai màu khác nhau. Nghe vậy thì rất là buồn cười, đặc biệt là mình là những người người lớn và được giáo dục và có trí tuệ bình thường. Thì cái chuyện mà mình thích màu xanh, bạn thích màu đỏ, hay là bạn thích màu đỏ, mình thích màu xanh á, nó không làm cho mình không phải là người Việt, mình không phải là người tóc da vàng mũi tẹt. Mình và bạn cũng có thể là không thích nước mắm, cũng có thể là không thích bún bò Huế, hay là không thích phở. Chỉ có là cái đó là cái sở thích của mỗi người mà thôi, không phải là cái sở thích khác nhau là một cái lý do để cho mình ghét lẫn nhau và lăng mà lẫn nhau. Cái chuyện đó là mình thấy cái chuyện rất là đáng tiếc. Nếu như mà bởi vì mình thích màu xanh, bạn thích màu đỏ mà bạn ghét mình và bạn lăng mà mình, thì mình cảm thấy rất là tiếc và rất là xấu hổ cho bạn. Thật sự là như thế. Mình cũng sẽ không ghét người nào nếu bởi vì cái người đó thích màu đỏ mà mình thích màu xanh. Cái đó là một cái lý do rất là buồn cười. Cho nên là mình hy vọng trong cộng đồng của mình á, thì ít nhất có được cái sự văn minh và lịch sự tối thiểu như vậy. Cảm thấy thấy được cái chuyện này á, là thì đây là chỉ là hai cái sở thích khác nhau. Bạn có thể ủng hộ cho bà A, mình ủng hộ cho ông B. Hai người đó đâu có liên quan gì đến bạn với mình, mà đó là cái sự lựa chọn, đó là cái sở thích của mình và bạn mà thôi. Không làm cho mình và bạn tự nhiên là ghét nhau đi, và tự nhiên là có những cái lời lẽ không có đàng hoàng, không có lịch sự lắm. Và mình hy vọng cộng đồng của mình thì không đến nỗi tồi tệ như vậy, bởi vì những cái câu nói không lịch sự, không văn minh á, thì mình nghĩ là nên dành cho những người khác. Chỉ những người trong cộng đồng của mình là những người rất là lịch sự, rất là văn minh và rất là có giáo dục đàng hoàng. Cho nên mình hy vọng là gia đình bạn và con cái bạn á, sẽ không cảm thấy xấu hổ khi mà bạn viết những cái câu bình luận trên channel của mình. Thì mình rất là mong muốn như vậy, bản thân mình cũng sẽ cố gắng làm cái chuyện như vậy. Mình hy vọng là gia đình mình và bạn bè mình không cảm thấy xấu hổ với những cái câu chuyện mà mình chia sẻ, và bản thân mình lại tất nhiên là mình không thấy xấu hổ về những cái câu chuyện mình chia sẻ. Cho nên mình vẫn tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện mình cảm thấy là quan trọng cho cộng đồng của mình tham khảo. Còn nếu bạn nào không muốn tham khảo những cái câu chuyện này, thì các bạn có thể bấm tắt từ những cái câu chuyện này, hoặc là các bạn có thể băng qua để nghe những cái câu chuyện khác. Ok, thì cái câu chuyện tiếp theo á, là cựu tổng thống Trump là người mà có công làm cho cả thế giới, chứ không những chi nước Mỹ, ý thức được cái sự tác động rất là tiêu cực về việc là đưa các cái cơ sở sản xuất ra nước ngoài, đặc biệt là sang Trung Quốc và châu Á, và nó có những cái tác động rất là tiêu cực cho đời sống của người dân ở những nước phát triển như là nước Mỹ, Canada hoặc là châu Âu. Cho nên ông là có vẻ như là cái người nhà chính trị đầu tiên khởi xướng cái việc này và có những cái hành động rất là nghiêm khắc và cứng rắn để đưa cái hoạt động sản xuất quay trở lại Mỹ, cũng như là quay trở lại các nước phát triển. Và mình nghĩ á, là ông là người đầu tiên mà khởi xướng rất là nhiều các cái trào lưu cánh cánh hữu như vậy, từ không những là chỉ ở Mỹ mà toàn ở châu Âu, cũng rất là một cũng một vài nước ở bên châu Âu cũng đi theo cái cánh cánh hữu như thế, để khi mà các cái người lãnh đạo á, là đưa các cái nền ngành sản xuất quay lại các cái nước phát triển này để làm ổn định cái công ăn việc làm của người nước sở tại. Thì nhưng mà Trump á, thì theo cái chiến lược là cứ tăng thuế nhập khẩu là
sẽ giúp cho những cái công ty đó nó không nhập khẩu nữa mà nó quyết định xây dựng nhà máy ở ngay ở Mỹ, thì khi mà nó xây dựng nhà máy thì sẽ tuyển dụng được rất là nhiều người blue worker làm việc. À, trong khi Biden và Harris á, thì là lại theo một cái chiến lược khác đi một chút. Mặc dù là lúc mà Biden lên làm tổng thống á, thì tất cả các cái mức thuế quan nhập khẩu mà Trump đã áp dụng cho các cái mặt hàng Trung Quốc và những nước khác là Biden đều giữ nguyên cả, chứ không có thay đổi gì cả. Nhưng mà trên đó nữa thì Biden còn đưa ra những cái chương trình khuyến khích cho những cái ngành mà có chất xám cao như là ngành semiconductor, thì là quay trở lại thành lập xây dựng nhà máy ở Mỹ, cũng giống như lúc nãy mình vừa mới chia sẻ là cái ngành mà sản xuất pin cho các cái xe EV á, thì cũng được Biden khuyến khích là đưa trở lại Mỹ bằng cách cho những cái chính sách khuyến khích khai phá các cái mỏ lithium và xây dựng các cái nhà máy sản xuất pin ở bên Mỹ này. Thì Biden là làm những cái mà Trump đã làm, xong rồi còn làm thêm những cái chuyện như vậy nữa, thì thông qua một cái á, là nó gọi là cái điều luật về phát triển các cái công chip ở Mỹ. Thì Trump á, thì trong những ngày này á, thì đã kêu cái chính sách này của Biden là sâu so bad, rất là tồi tệ, rất là xấu. Và trong khi á, thì bà Harris thì bà không có đáp trả lại những cái câu nói như vậy một cách trực tiếp, nhưng mà bà là đáp trả và lại bằng những cái hành động là nhắc nhở những cái người bầu cử á, những người cử tri ở Mỹ á, là cái chính sách, cái điều luật về các cái công chip này á, thì nó đã giúp những cái tiểu bang mà được gọi là swing state có được công ăn việc làm như thế nào. Thì các bạn thấy trong cái bài phỏng vấn của Trump ở trên cái podcaster có tên là Joe Rogan á, thì ông nói là cái chip deal này là so bad, và để đáp trả lại cái chuyện đó thì bà Harris là bà đã bắt đầu đi thăm các cái nhà máy mà sản xuất các cái semiconductor này. Và bây giờ trước đấy thì khi mình cũng đã đọc những cái câu chuyện đó, là các cái nhà máy này đang được xây dựng ở thành phố ở tiểu bang Arizona, ở Michigan và ở Arizona và Michigan và ở một vài tiểu bang khác nữa. Nhưng mà Illinois, Ohio, mình nghe là nó cũng xây dựng ở Ohio và ở Texas nữa. Thì khi mà mình đọc các cái tiểu bang như vậy thì mình cũng không để ý đến nhiều, thì mình nghĩ đây là các cái tiểu bang mà các cái công ty này người ta chọn để người ta xây dựng thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy là thật ra là để xây đặt ở các cái nhà máy đó là cũng có một cái chiến lược lâu dài. Bởi vì những cái tiểu bang này thì nó là những cái tiểu bang swing state và có một cái tầm quan trọng rất là đặc biệt cho cái kết quả của cuộc bầu cử sắp tới đây. Cho nên là ngay từ những cái ngày đầu mà họ đưa ra cái điều luật này và khuyến khích xây dựng các cái nhà máy semiconductor ở Mỹ á, thì họ cũng đã suy nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Mình nghĩ là những người này họ cũng đã suy nghĩ đến cái chuyện đó rồi, chứ không phải hiển nhiên mà các cái nhà máy lớn thì đều đặt ở Arizona và Michigan như thế này. Thì ngày thứ hai vừa rồi, ngày hôm nay á, thì là bà đã thăm viếng một cái nhà máy ở Michigan, và cái nhà máy này á, thì nhận được 325 triệu từ cái luật khuyến khích phát triển semiconductor này, mà trước đây thì nó được đã có tên là Chip và Science Act. Và khi mà bà tham dự và bà tham quan cái nhà máy, và sau đó thì bà nói á, đây là hàng tỷ đô la đầu tư vào, và đây là cái loại công việc mà nó đang xảy ra ở thành phố này, ở tiểu bang này. Và bà nhìn những cái người trong các cái nhà máy sản xuất này thì bà nói bà là những cái nguồn lạc quan của tôi. Thì bà sau đó bà cũng tham dự những cái nhà máy sản xuất những cái nguyên vật liệu cần thiết cho Michigan ở cần thiết cho semiconductor ở Michigan, và bà cũng có những cái câu nói tương tự như vậy. Thì các bạn thấy cùng một cái mục đích là đưa các cái nhà máy này hoạt động sản xuất về quay lại về Mỹ, nhưng mà hai người này thì lại đi theo hai cái chiến lược khác nhau. Mình nghĩ là Trump thì đi theo một cái chiến lược tập trung vào cái chuyện là cứ tăng thuế lên thì nó sẽ bắt buộc nó sẽ xây dựng nhà máy ở bên này. Trong khi bên Biden và Harris thì họ vẫn kế thừa những cái tăng thuế của Trump, họ chưa có thay đổi gì cả cái thuế tăng của Trump cả, nhưng mà họ tạo ra thêm những cái điều khoản đặc biệt để khuyến khích các cái loại nhà máy và các cái loại công việc mà có hàm lượng chất xám cao và trong những cái ngành quan trọng cho quốc phòng và cho tương lai của các cái nền công nghệ quay về lại Mỹ đây nữa, thì họ làm nhiều hơn một chút. Và lại tất nhiên là khi mà đã đụng đến vấn đề chính trị á, thì là kiểu nào thì các cái đối thủ này cũng sẽ tìm được các cái cách và các cái câu chuyện để mà công kích lẫn nhau. Thì ngày hôm nay nó cũng không ngoại lệ như vậy. Các bạn thì suy nghĩ như thế nào? Nếu mà các bạn suy nghĩ ra sao thì nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình. Và cái câu chuyện cuối cùng là cái câu chuyện mà mình sẽ chia sẻ vào cái cổ phiếu mà cộng đồng mình nhiều người rất là yêu thích và đang nắm giữ cái cổ phiếu này.
Thì đây là cái cổ phiếu DJT, là cái cổ phiếu đại diện cho cựu tổng thống Trump, bởi vì đây là cái cổ phiếu mà mình nghĩ nó tăng hay là giảm thì dựa vào là các nhà đầu tư, và những cái người đầu tư này thì mình nghĩ là chắc ít nhiều gì cũng có ủng hộ cựu tổng thống Trump thì mới mua cái cổ phiếu này. Thì cái cổ phiếu này 5 ngày vừa rồi á, thì nó liên tục tăng trưởng, và ngày hôm nay thì nó đã có những cái mức tăng rất là khủng khiếp. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy trong giờ thì nó đã tăng 21,49%, ngoài giờ thì nó tăng thêm là 4,52% nữa. Vậy là trong cả ngày nó tăng cũng gần 26-27% rồi, một cái mức tăng cực kỳ khủng khiếp. Mình biết rất là nhiều bạn đang có cái dự cổ phiếu này, thì cái lý do mà cổ phiếu này tăng trưởng á, thì có vẻ như cựu tổng thống Trump có một cái rally rất là thành công ở Manhattan ở New York, và xảy ra ở Madison Square Garden, một cái sân vận động mà rất là nổi tiếng cho những cái sport event hoặc là những cái concert. Thì ông làm như vậy, và cái rally này á thì là có khả năng, có vẻ như là những cái câu chữ mà các báo chí người ta miêu tả thì nó rất là inflammatory, tức là nó rất là nổi trội, hoặc là ở dưới này thì người ta dùng cái từ là highly criticized, bởi vì trong cái rally này á, thì có vẻ như là người ta dùng những cái ngôn từ không được hay ho gì cho lắm, và các cái ngôn từ đó thì là nó không có được tốt lắm. Mình cũng không đọc là các cái ngôn từ này cụ thể là như thế nào, nhưng mà trong cái bài phân tích này thì có vẻ như là người ta nói các cái ngôn từ đó đang bị chỉ trích. Và khi mà cái tổng thống khi mà cái thì sau đó là có vẻ như nhà đầu tư, những người mà mua cái cổ phiếu này thì tin tưởng là cựu tổng thống Trump sẽ thắng, và cổ phiếu này đang tăng. Thì Yahoo Finance á, mới đi hỏi là những cái nhà đầu tư và các cái nhà phân tích về cái cổ phiếu này thì cảm thấy là cái chuyện này nó như thế nào, và cổ phiếu này nó có khả năng tăng trưởng cao nữa hay là không. Thì họ phỏng vấn một cái ông có tên là Matthew Tuttle, và ông này là CEO của investment của một cái hãng đầu tư, và ông nói á, cái việc mà đầu tư vào cái cổ phiếu này thì nó rất là đúng với là cái chiến lược được thì ăn cả, ngã thì về không. Tức là nếu mà cựu tổng thống Trump thành tổng thống á, thì những người mà có cổ phiếu này sẽ có những cái khoản tiền lời cực kỳ lớn, thậm chí là sẽ trở thành những cái triệu phú. Trong khi mà nếu cựu tổng thống Trump không thắng vào tháng 11 thì nó sẽ quay trở lại với mức zero. Thì nếu mà ông mà lose thì cái cổ phiếu này nó sẽ quay trở về với là cái mức có khả năng là nó sẽ đi đến zero luôn. Và mình thì mình cũng tin như vậy. Đây là cái cổ phiếu được ăn cả, ngã về không. Nếu mà các bạn đầu tư cái cổ phiếu này thì các bạn cũng phải chuẩn bị cái tinh thần như vậy. Nếu mà cựu tổng thống Trump thắng thì bạn sẽ trở thành triệu phú, nếu mà cựu tổng thống Trump thua thì bạn sẽ thành zero. Cho nên là nếu mà bạn chuẩn bị tâm lý như vậy rồi thì nó sẽ rất là rõ ràng. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là mình chưa có chấp nhận là mình zero á, nếu như mà ông thua, thì đây cũng là một cái thời điểm rất là tốt để các bạn có thể chốt lời, bởi vì chỉ còn một tuần nữa thôi là cái cuộc bầu cử này nó sẽ xảy ra. Các bạn chốt lời trước lúc mà cái ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 á thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thì mình biết rất là nhiều bạn đang giữ cái cổ phiếu này. Nếu mà các bạn đang giữ cái cổ phiếu này và có những cái quyết định như thế nào á, thì nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình và rất là nhiều bạn khác trong cộng đồng tham khảo. Mình biết trong cộng đồng của mình thì rất là nhiều bạn ủng hộ cựu tổng thống Trump và có cái cổ phiếu này rồi. Thì nếu như mà nhiều người cùng chia sẻ thì nhiều người cũng sẽ biết được các cái câu chuyện liên quan đến những cái bạn khác, và có thể là cảm thấy tự tin hơn để giữ cái cổ phiếu này lâu dài hơn, hoặc là cảm thấy là thôi nhiều người bán thì thôi mình cũng bán luôn để mình có thể chốt lời vào thời điểm này. Alright. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn tất cả các cái câu chuyện quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. Mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Hôm nay là một cái ngày khá tốt cho chứng khoán Mỹ khi mà tất cả các cái cổ phiếu đều tăng trưởng cả, đặc biệt là cái cổ phiếu DJT mà rất là nhiều người trong cộng đồng của mình đang có. Chúc mừng các bạn nếu như mà các bạn đang có cái cổ phiếu DJT này. Mình hy vọng các bạn sẽ có được cái tiếng lời cuối cùng cho cái cổ phiếu này lúc mà các bạn chốt lời trước ngày bầu cử hay là sau ngày bầu cử. Nếu mà các bạn thích cái bài phân tích này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có những cái comment gì hoặc là những cái chia sẻ gì thì viết vào một comment giúp cho mình. Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn đã theo dõi channel của mình một thời gian rồi và có được những cái lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế từ channel của mình á, thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương để có nhiều hơn nữa các cái lợi ích kinh tế mà mình dành cho các bạn hội viên kim cương. Và đó cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong cái bài phân tích tiếp theo. Bye bye.